Hey guys, welcome back to my channel. Start Critical. Okay. Let's go. No! Okay, let's go. Okay. Sau đó thì các bạn lại lên trên tàu. Chiếc tàu hơi xa. Let's go. So, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. okay for từ gần thứ 3. Let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi đến cuối điểm, khi đó thì các bạn sẽ phải tiêu diệt tất cả những con zombie ở trong map bản đầu này. Và đây có một con zombie này. Let's go, tiếp tục vào. Nhặt những quả bom. Sau đó các bạn sẽ đi tiếp đến điểm kia và tiếp tục tiến sâu vào và các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ phải tiêu diệt những chú thỏ hay là những chú cừu trong vòng 2 phút. Mình sẽ đến gần những địa điểm kia. Rồi. Hai thỏ này bắn khá là khó. Chính là nó khó hẳn luôn. Bởi vì nó rất là bé và tốc độ xạ khá là nhanh. Ok, đã thành công. Không biết nên chạy cái gì đây. Sau đó thì các bạn sẽ sang level 2. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang level 5. Nên điện thoại đã phát hiện ra các bạn và các bạn phải đọc nhanh, sau đó thì sẽ phải di chuyển. Okay. Cái này giống như vừa rồi rồi. Chuyển nhanh. Oh my god. Đó là 5051. Không lệch được, không về hộp được luôn các bạn nhá. Có vẻ là tựa game này đang bị lỗi gì đó. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 7. Oh, photo. Không đi ra được rồi. Oh my god, có vẻ là bị lag mà. Và mình bị tiêu diệt. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Green Line Train 335 is reached. Các bạn đang di chuyển trên một tuyến đường. Green Line Train.